Đánh bay da nám, da căng sáng mịn sau khi làm đẹp da bằng công nghệ và sử dụng sản phẩm tại nhà Malisa. Hiện trạng da ban đầu là của khách hàng này đã tới với chi nhánh Malisa nha. Da tàn nhang nè, đốm nâu rất là nhiều. Ngoài ra da lỗ chân lông rất là to, da trùng, nhăn lão hóa. Và sau khi một lần chăm sóc da tại nhà Malisa nè, các chị khách hàng có đang tò mò khi là làn da của kỹ khách hàng này cải thiện như thế nào không ạ? À? Và em xin phép quay cận cảnh vị khách hàng cho tất cả khách hàng nhà Malisa cùng chiêm ngưỡng nha. Con chào cô Tám nha. Cô chào con. Dạ, hôm nay cô Tám tới làm môi và kiểm tra da nè. Thì không biết là ngày trước á, mình biết Malisa là qua đâu vậy cô? Cô mở tivi ra, cô xem, cô thấy cô Mai là chim. Rồi cô tìm xuống ngay chỗ nhà Malisa, cô làm một lần đầu tiên. Rồi 3 tháng sau mấy đứa bạn khen là rất là đẹp. Thì sau đó thì cô mới giới thiệu mấy đứa bạn xuống làm. Hắn làm về thì có người là ở Hội An, có người ở Đại Lộc, và có người ở gần cô là khu công nghiệp Việt Nam Định Ngọc đó. Về ai cũng khen đẹp hết. Khen cô sao làm có một lần mà trẻ lần 15 tuổi luôn đó. Thế thì cô mới nuốt dao cô ngày hôm qua xuống làm môi. Làm môi thì về đứa nào cũng khen đẹp hết. Thì chắc có lẽ là thứ bảy này, chủ nhật này cũng có 10 bạn xuống làm đó. Cô cũng hài lòng ở chỗ Malisa, mấy bạn tư vấn và mấy cháu làm bên nhân viên và dưới tầng lầu là để mà dắt xe vô ra đó cũng rất là nhiệt tình. Là mấy cháu làm ở trong này thì cô thấy rất là tuyệt vời và hơn cả tuyệt vời luôn. Dạ, cảm ơn cô. Thì con biết là có rất là nhiều cơ sở thẩm mỹ, mà vì sao, lý do gì cô chọn Malisa để làm đẹp vậy ạ? Cô thấy cô đi nhiều chỗ rồi. Cô đi ở bên bệnh viện Gia Liễu rồi mà không được. Cho nên là cô đi cũng 3-4 chỗ rồi. Thì cô mới thấy chỗ này là cái quá tốt. Một lần tới là ghiền luôn á. Dạ, cô thấy giá cả nhà Malisa có phù hợp với túi tiền của mình không cô? Rẻ, rẻ hơn so mấy chỗ là cô đi làm. Nói chung là rẻ thì cô, họ cũng nói là răng làm rẻ rước mà lại đẹp rước. Thì cô nghĩ là chắc có lẽ là cái duyên. Nhưng mà cô chỉ mấy bạn xuống lầu rồi kêu trời đó mà đúng bề đúng rồi á, đẹp quá. Mà rất là ok giá cả. Dạ, thì sau khi sử dụng những dịch vụ nhà Malisa này, cô có cảm nhận như nào, có lời nào muốn nhắn gửi cho trực tiếp sở tổng giám đốc Malisa luôn cô? Cô rất cảm ơn cô Mai là coi như là mở được những cái chi nhánh ra làm như vậy cho cái phái đẹp mà coi như là quá tuyệt đỉnh đi. Cảm ơn cô Mai rất là nhiều. Dạ, thay mặt Malisa là em cảm ơn cô rất là nhiều nha. Thì những chị khách hàng nào nè đang bị tình trạng là nám nè, tàn nhang nè, đốm nâu trên da nè, thì mình ghé trực tiếp tại chi nhánh Malisa gần nhất để mình sử dụng công nghệ cùng với đó là kết hợp với sản phẩm. Malisa sẽ loại bỏ nám bằng công nghệ Waking Spectra nè, nghiền nát loại bỏ những sắc tố đang sạm trên da, những tàn nhang, đốm nâu đồi mồi, đồng thời trẻ hóa làn da bằng công nghệ Pixel CO2, giúp da các chị căng hơn, mịn hơn và mướt hơn, căng bóng và không cần phải là căng thịt tiểu phẫu nha. Em chào chị Kim Khánh này, da cô đẹp quá này, rất là nhiều khách hàng khen cô luôn đó cô Tám nha. Nên là mình có chia sẻ nào đối với những khách hàng đang coi trực tiếp trên livestream ngày hôm nay không cô? Cô mong là những bạn chưa đi làm thì các bạn cố gắng tìm tới Malisa để làm. Vì cô năm nay là 65 tuổi rồi mà cô làm về ai cũng khen cô là đẹp và trẻ hơn 15 tuổi luôn. Vậy thì là cô dùng sản phẩm của Malisa, cô thấy rất là hài lòng và rất là đẹp. Cô chắc có lẽ không quên Malisa. Dạ vâng, chị Mỹ Hồng có hỏi là da cô Tám làm dịch vụ gì cũng như sản phẩm nào. Thì giờ em sẽ xin phỏng vấn trực tiếp cô Tám luôn nha. Thì cô Tám ơi, cô Tám làm chăm sóc da nhà Malisa, cô kết hợp với bộ sản phẩm nào của nhà Malisa cô? Bộ N3, cô dùng hộp lớn trước. Rồi cái hộp hộp to, cái tới hộp nhỏ là cái màu màu trắng mà hơi đục đục, cái là cuối cùng là màu xanh nhợt là đánh sau cùng. Rồi là mặt nạ nữa, cô là một tuần cô đắp mặt nạ là 2 lần, mặt nạ như vậy này, 7 sắc vào vòng á. Rồi là cô dùng tới là nước hoa hồng là
mấy bạn bài là về đánh trước đầu tiên, rồi cái đánh kem chiên sau, rồi cái kem màu trắng, rồi cái kem màu xanh cuối cùng. Cô chỉ biết vậy và cô làm theo mấy bạn bài mà da cô là bây giờ là dùng hai bộ N3 rồi đây, rất là đẹp. Cô rất là thương cái da mặt của cô. Dạ vâng cô ơi, thì khi mà cô sử dụng bộ N3 cô cảm thấy nó có dễ không cô? Dễ làm mà rất là ok luôn. Cô dùng lần đầu tiên cái da cô nó chứ má da má rồi bữa nay nó mềm ghê đó má. Cái kia chứ không biết đường cô xuống má xuống Malaysia mà chờ da má đầy ra đây. Kêu má mua cho con một bộ. Má cũng mua trắng một bộ cũng đắng. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều nha. Dạ vâng, chị Hồng Hoa có hỏi là làm da tại Malaysia như thế nào. Thì chị ơi, làm da nhà Malaysia sẽ sử dụng cho chị hai công nghệ nha. Công nghệ đầu tiên là công nghệ Viking Bitra này, nhặt những đốm nám, đốm nâu, đốm tàn nhang trên bề mặt da của mình. Mình vùng nào có vùng da tàn nhang đốm nâu, Malaysia sẽ nhặt tàn nhang đốm nâu. Vùng nào có sắc tố, Malaysia sẽ nhặt sắc tố. Ngoài ra những vùng da không đều màu này, da nhanh, da trùng, da lão hóa thì Malaysia sẽ sử dụng công nghệ Pixel Show 2 xử lý ô lưới vi điểm toàn khuôn mặt để làm gì ạ? Để sau khi làm da xong, da các chị sẽ đẹp hơn này, căng hơn, mướt hơn, đẹp nhưng mà đẹp toàn diện luôn nha các chị. Các chị cùng chiêm ngưỡng cận cảnh làn da của cô Tám nha. Sau khi làm da tại nhà Malaysia và sử dụng bộ N3 thì da cô Tám hiện tại các chị thấy không ạ? Da tàn nhang đốm nâu hầu như bay rất là nhiều rồi, da căng hơn, mịn hơn và mướt hơn. Cô Tám ơi, thì khi làm da tại nhà Malaysia thì cô Tám cảm thấy da mình nay cải thiện được bao nhiêu phần trăm rồi ạ? Cô thấy chắc lại là 90% rồi đó. Đẹp. Dạ vâng, thì về không biết là bạn bè người thân của mình có ai ngạc nhiên về cái quá trình mà cô làm da, quá trình mình thay đổi như này không cô? Hơn 30 tháng 4 một năm này á, có một người bạn ở trên Buôn Ma Thuột về là 20 năm rồi mới gặp lại. Cô trời ơi, mày dùng cái gì mà da mày đẹp dữ vậy? Có đánh kem gì không? Kêu không, ta xuống Malaysia mua bột kem là 3 triệu mấy chứ mấy. Mà rồi là người ta họ làm cái gì đây mà không biết cái da không căng vẫn đẹp. Chỉ có một lần làm chứ mấy mà giữ 12 ngày sau là cái da mình đẹp đi đây. Cái ngày rứa thôi là hai anh kiến ta về dẫn ta xuống làm với nha. Dạ vâng cô cho con hỏi câu này tế nhị một tí xíu nha. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi cô? Cô 65 tuổi. 65 năm 1959. Dạ vâng, thì khi làm da tại nhà Malaysia về thì cô thấy nay cô trẻ được bao nhiêu tuổi ạ? Cô thấy cô trẻ nhiều đó con. Chắc có lẽ là ai cũng khen cô trẻ hết, nhưng mà cô nhìn trên gương cô xác định được cô á là chắc cô trẻ hơn 10 tuổi. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Các chị khách hàng ơi, các chị cùng chiêm ngưỡng thực tế nha. Tại sao nhìn mà Malaysia lại quay livestream trực tiếp như thế này? Bởi vì nhiều hồi đưa video, đưa hình ảnh lên, các chị nghĩ là Malaysia Photoshop nè, dùng app chỉnh các kiểu. Nhưng mà nay Malaysia xin quay cô Tám live trực tiếp cho các chị. Người thật việc thật luôn nha các chị. Nên chị nào đang bị tình trạng số da nám nè. Cô đi. Dạ, tình trạng da tàn nhang đúng đâu thì mình đến liền với Malaysia cơ sở gần nhất nha, để mình cùng chăm sóc da và cũng như sử dụng bộ N3 giống như cô Tám này, để da mình trẻ hơn, đẹp hơn, cải thiện các bệnh lý trên bề mặt da của mình nha. Malaysia chào chị Ruby Trần ạ, Malaysia chào chị Kim Khánh ạ, Malaysia chào chị Lượng Nguyễn ạ. Cô Tám ơi, cô Tám cho con hỏi một tí xíu nha. Thì okay, cô Tám có lời gì mà muốn nhắn gửi đến những khách hàng mà đang bị cái tình trạng da nám giống như cô trước đây này, tìm những nơi cơ sở không có uy tín này, làm chưa có đẹp, thì cô có lời gì muốn nhắn nhủ đến những chị khách hàng này không ạ? Cô muốn các bạn mà chưa đi làm ở các nơi rồi mà chưa có thấy đẹp á thì cứ ngó cô Tám này, đến Malaysia là ok, là số 1. Dạ vâng, thì trong quá trình làm nhà tại Malaysia cô cảm thấy là nhân viên nhà Malaysia phục vụ như thế nào này, các bạn có nhiệt tình tiếp đón cô không ạ? Các bạn làm quá tuyệt vời, quá nhiệt tình, và bên quản lý cũng tốt nè, rồi những bạn mà làm mặt cho cô nè là coi như nhiệt tình lắm, nó nhỏ nhẽ dễ thương, và mấy bạn mà ở dưới tầng lầu cũng quá tuyệt vời, cô rất là khâm phục. Dạ, cô Mai của sắp xếp quá tuyệt vời. Dạ, thì khi mà trước khi đến với nhà Malaysia thì cô Tám chia sẻ lại giùm con là trước đây cô đã từng đi làm da ở đâu rồi ạ? Ở bệnh viện ở Đà Nẵng, bệnh viện đó là cái bệnh viện Gia Liễu á, cô làm rồi, mà cái này á là bị đen một miếng đi, mà một chồm đi, sao ở chỗ này khuyết giống y là sao vô cô sợ là không hết, sao cô về cô buồn quá, cô cứ mở tivi cô xem, thì cô mới thấy là Malaysia, thì cô mới tìm hiểu, cô tìm tới Malaysia cô làm, thì cô thấy là giống y một phép màu đấy với cô vậy.
Dạ vâng, con cảm ơn cô rất là nhiều nha. Malisa chào chị Hồng Mỹ ạ. Malisa hỏi là chị Hồng Mỹ có hỏi là bộ N3 sử dụng như thế nào. Thì giờ em sẽ nhờ cô Tám nè chia sẻ cái cách sử dụng bộ N3 cực kỳ đơn giản luôn nha các chị. Cô ơi, thì giờ cô có nhớ cách sử dụng bộ N3 cô chia sẻ cùng với khách hàng nhà Malisa giùm con ạ? Cái bộ N3 là có 3 hộp. Một hộp lớn á là cái kem hơi chát hơn một chút, ướt hơn một chút. Khi mình lái á là mình chấm đây một chút, chấm thế này một chút, chấm một nào một chút. Xong rồi mình đánh hết ra. Khoảng 2 phút sau là mình đánh qua cái kem màu trắng đục. Cái là mình đánh cũng đều hết ra. Xong rồi mình ngưng 2 phút sau là mình đánh cái kem màu xanh vô. Rồi mình cũng đánh hết cho đều xong rồi mình đánh cái mặt mình đây như vậy. Như vậy. Khoảng 2 phút sau là do mình đều xong rồi là mình đi ngủ. Dạ vâng, cảm ơn cô Tám rất là nhiều nha. Dạ vâng, chị Hồng My có hỏi là chị có muốn đặt lịch trước được không? Dạ chị Hồng My ơi, Malisa có đặt lịch trước nha. Chị cứ điện lại lên số hotline của nhà Malisa là 0932699299 và 0287106999 để các bạn nhân viên có thể đặt lịch cho mình được nha. Dạ vâng, chị Tâm Hầu có hỏi là có bầu có dùng được bộ N3 không? Dạ chị ơi, dùng hoàn toàn bình thường nha. Nếu như da mình đang gặp vấn đề bị nám nè, tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi trên bề mặt da của mình thì các chị cứ sử dụng bộ N3 giúp nhà Malisa nha. Bộ N3 thì bao gồm 3 sản phẩm. Thứ nhất là kem dưỡng ẩm sâu bên trong, nuôi dưỡng làn da mình từ sâu bên trong. Thứ hai là kem xóa thâm làm sáng da, giúp làm trắng sáng đồng đều cái tông màu da của mình nha. Và chủ lực cuối cùng là kem loại bỏ sắc tố, nghiền nát, phân hủy và đào thải những cái sắc tố đen sạm trên bề mặt da của mình như là nám đinh, nám mảng, tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi trên bề mặt da nha. Nhưng mà các chị ơi, các chị lưu ý giúp Malisa nha. Chị nào bị nám mảng lâu năm này, nám đinh nặng này hoặc là bớt sắc tố thì các chị ghé liền Malisa cơ sở gần nhất để mình có thể chăm sóc da cùng Malisa giống như cô Tám nè. Chăm sóc da nhà Malisa sử dụng 2 công nghệ trong cùng một lúc nha các chị. Công nghệ đầu tiên là Viking Bitra, là nhặt những đốm nám, đốm nâu, đốm tàn nhang trên da của mình. Những vùng nào có sắc tố Malisa sẽ nhặt hết. Ngoài ra công dụng thứ hai của chăm sóc da nhà Malisa là sử dụng công nghệ Pixel So 2 xử lý ô lưới vi điểm khắp toàn khuôn mặt của mình để giúp da mình sau khi làm xong da căng hơn, mướt hơn, trẻ hơn, trẻ ra như 15 tuổi giống cô Tám này đúng không cô? Đúng rồi. Dạ vâng, nên là các chị ơi, các chị đang bị tình trạng này thì mình ghé liền Malisa cơ sở gần nhất nha. Dạ vâng, cô Tám ơi, thì thông qua đây á, con muốn hỏi cô Tám một tí xíu nha. Cô Tám có lời gì muốn nhắn nhủ đến sếp Malisa của chúng con không ạ? Cô Tám rất là cảm ơn sếp Mai Malisa, quá tuyệt đỉnh mà coi như là thông minh, tìm ra cái phương pháp để làm đẹp cho phái nữ, trong đó có tóc. Giờ rồi đi vào vấn đề, Tám rất là cảm ơn cô Malisa. Dạ vâng, thì hôm nay cô Tám hình như là ngoài đến chăm sóc da thì cô Tám có đến làm môi được đúng không cô? Cô giờ cô đến ha, cô làm môi. Dạ vâng, thì Malisa xin kết thúc livestream để trả lại thời gian cho cô Tám tiến hành lên làm môi nha. Các chị nào đang bị tình trạng tàn nhang, đốm nâu cũng như nám đinh, nám mảng đến muốn làm da công nghệ cao nhà Malisa, các chị cứ để lại cái số điện thoại ngay bên dưới livestream này. Malisa sẽ có bộ phận chăm sóc khách hàng điện thoại cho các chị tư vấn rõ ràng nha. Malisa xin chào. Xin chào.